Good morning, good morning. Chào mừng các chị các bạn đã khóa học English Phrasal Verb ở trình độ trung cấp. Các chị các bạn, chúng ta học bài 46 Work, Being Busy. Being busy. Haven't seen you for ages. Đã lâu quá không gặp bạn không? Have you been a bit tired of at work? Bạn có bị trói buộc chút đây đấy ở công việc không? Mình dịch là been so busy that you are unable to see or speak to anyone else or go anywhere. Đó thì mới từ thành ngữ này rất là hay, tied up là bằng bằng túi mật à. Bạn đang bị a bit tied up at work, bằng mà bị trói buộc ở ở công việc. Các bạn thấy chữ tie này có nhiều nghĩa là chữ tie không? Chữ tie không là dây buộc, dây cột, trói, dây dài, cao bạc các bạn ha. Ties of blood là quan hệ dòng máu nè, sự ràng buộc các bạn ha. Động từ là buộc nè, cột chói nè, tie a buffalo to a tree. Thế là chúng ta sẽ thấy học như các bạn với tôi cùng nhau ôm một số từ vựng. Tie a knot là thắt cái nút nè, tie a knot. Rồi tiếp tục chúng ta có nhiều đòi nhiều từ lắm các bạn ha. Tie a knot là thắt một cái nút là knot ha. Rồi ví dụ như mình học những từ tie down là cột vào nè, ràng buộc lại với nhau ha, tie down. To tie the knot là lấy vợ làm lấy chồng các bạn. Tie on là cột buộc nhãn hiệu lại. Tie up là buộc cột buộc chói nè các bạn ha. Giữ lại chói buộc là làm cho không hủy được, làm cho không bán được ha, không nhận được luôn. To be tied up là có nghĩa là bắt buộc ngừng hoạt động. To be tied up là bị đình công nè. To get tied up là get kết hôn, lấy vợ lấy chồng các bạn ha. To tie someone's tongue, phá miệng ai bưng miệng ai lại tongue ha, someone's tongue các bạn ha. Rồi thì cái này mình có nghĩa này rất là hay các bạn, chúng ta đã học rồi. Tie up, tie a bit tied up at work các bạn ha. Tiếp theo đây là các bạn học đây là yes, I've been incredibly busy. I was away for conference and they were just piled up while I was away. Vì nó bị chồng chất lên, become more and more, trở nên nhiều hơn nữa các bạn. Piled up nè, chồng chất khi tôi đi xa. I've been snow under ever since. Cho nên tôi đã gì? Nó không phải là gì, tôi đã bị tuyết rơi rất nhiều và việc phải làm. Mình nói là I've been snow under, tôi bị gọi là chất đống công việc luôn ha. Had so much work to do nè. That I have problems dealing with it các bạn ha. Câu số 3 nghĩa là vậy. I've been snow under, bị kẹt dưới đáy tuyết luôn ha, ever since các bạn ha. Although I slay away ha, I slay away có nghĩa là work very hard with little or no rest. Đó là làm việc rất là slay away là mình tương đương với từ làm việc rất là cực hơn một chút xíu và không có nghỉ ngơi luôn ha. Không nghỉ ngơi luôn các bạn chị ha. Rồi thứ hai chúng ta có từ gì rồi? Câu số 5, catch up with everything. I still can't seem to catch up with everything. Đó là do something you did not have time to do earlier. Làm việc gì đó mà không có thời gian để làm sớm hơn. I still can't seem to seem to catch up with everything. Sorry, I asked. Xin lỗi, tôi đã hỏi bạn hè. Rồi, chúng ta học thành ngữ tiếp theo là branching out. To branching out nghĩa là starting to do something different from what you usually do. Thì tôi ví dụ một cái, các bạn hãy tra từ điển branching out into a new product line. Wow. Ta bắt đầu làm gì đó khác biệt so với từ những gì mà bạn bạn làm ha. Branching out into a new product, children clothes. So I'm pretty busy. At the moment, I'm working on some new design for laser wear. Laser wear các bạn ha. We're working towards having a complete range for children all of age. If I keep at it các bạn, if I keep at it, bây giờ mình học chủ yếu tập trung vào những cái phrasal verb các bạn ha. Sticking at này các bạn, moving along, chasing, chase up, recall out of. Thì những thành ngữ này các bạn không học thì những cái phrasal verb các bạn không học thì các bạn sẽ không biết nghĩa cụ thể của nó các bạn ha.
Đầu tiên chúng ta tra từ branching out thì tương đương là bắt đầu làm gì đó khác biệt so với những cái gì thông thường bạn làm các anh chị các bạn ha. Rồi các bạn sẽ thấy là tức là dành thời gian làm việc gì đó ha, để làm thời gian làm việc để tạo ra cái mới ha, đó là để sản xuất một cái gì mới. Các bạn là working on, I'm working on some new designs for laser wear ha các bạn ha. Tiếp theo ngữ thứ ba là working towards, working towards là tiếp tục làm việc chăm chỉ ha, với một gì đó khó khăn hoặc cái gì đó mất nhiều thời gian, tiếp tục làm việc chăm chỉ ha. Having a complete range for children all of age các bạn, all age, children of all age các bạn ha. Tiếp theo chúng ta có từ I keep at it các bạn ha. Keep at it đồng nghĩa keep at it là nghĩa là gì? Số 4, tiếp tục làm việc chăm chỉ ha. Số 4 này là tiếp tục làm việc chăm chỉ với một cái gì khó khăn hoặc cái gì đó mất nhiều thời gian các bạn ha. Working towards là làm việc một cố gắng để đạt được gì đó ha các bạn ha. We're working towards the heaven là thành người cấu trúc luôn, heaven các bạn ha. Rồi số 5 chúng ta có từ gì? Chase sticking at là đồng nghĩa gì đây? Tiếp tục làm việc chăm chỉ với gì đó hoặc khó khăn bao nhiêu tốn thời gian, giống nhau luôn, hai cái câu này giống nhau. Chúng ta sticking chase up cái này số 6, asking people to do something that they said they would not do but have not done yet, tức là yêu cầu mọi người làm gì đó mà và nói họ rằng họ sẽ làm nhưng chưa làm. Thì câu nó giải thích dài dòng nhưng mà chúng ta có thể tìm từ tương đương tiếng Việt của mình ha, cho bạn các bạn chị hay cùng tôi tìm cái từ tương đương tiếng Việt nó là gì. Chase ha, chứ chase là đuổi bắt hay các bạn chị đây, đuổi bắt sự đuổi theo sang đuổi in chase of to give chase đuổi theo chase các bạn ha. Chase săn đuổi nè, to chase on fears xua đuổi nó sợ hãi, to chase oneself chuồng tổ thoát ha. Thì các bạn thấy chase ở đây mình học chữ chase up các bạn ha. Chase up ở đây nó không có thì tất nhiên hiển nhiên là nó có nghĩa riêng của các bạn ha. Chase up là theo đuổi gì đó các bạn ha. Chase up nghĩa là bảo đảm rằng người đó nhớ và mọi lễ làm gì đó ha. Ha, hoặc là cố gắng làm cha trả cái bill bắt đuổi mình dịch dịch nghĩa là gì ha các bạn, nó có nghĩa rất là dài, nhiều khi đó luôn từ tiếng Việt không có nhưng mà nghĩa tương đương vậy các bạn thấy à. Myself that have to chase up other people to make sure they doing what they promise to do ha. Đây ha, mình phải theo dõi ha, áp sát theo dõi người khác để người khác có lại để bảo đảm họ rằng họ làm những gì mà họ đã hứa các bạn ha. Ensure that someone remembers to do something à, để bảo đảm rằng người khác nhớ làm cái gì đó các bạn chị. Thì mình dịch nghĩa từ tương đương ha. Moving along là số 7 các bạn, sẽ thứ 7 nghĩa là gì? Developing in satisfaction satisfactory way các bạn ha, phát triển trong một cách gọi hài lòng. Đây dịch đây ha. Các bạn sẽ tự từ đó rất là nhiều từ các bạn phải biết ha. Moving along chữ move người ta cha chữ move moving along thì có chữ along nghĩa là gì? Moving along các bạn phải cha đây, tiến lên các bạn, moving along mình giờ là tiến lên phía trước, keep things moving along mình dịch nghĩa phát triển một cách thỏa đáng, là dịch là phát triển một cách thỏa đáng cũng được các bạn ha, phát triển trong một cách hài lòng ha. Đấy đó, chữ move nó rất là nhiều nghĩa. Move along tiến lên, move away dọn đi cắt đi, move back kéo lùi lại nè, move forward tiến lên phía trước, move in dọn vào đó, move up là đi xa ra, move on cho đi tiếp tiến lên các bạn, move on thì mình học gì mình biết, move vào là dọn nhà đi, move up là chuyển lên trèo lên tiến lên ha. Thì nó tương đương với nghĩa thì mọi người phải hiểu được nó đi với chính với giới từ thì nó nghĩa như thế nào anh chị các bạn ha. Di chuyển, chuyển là move, move, make a move, on a move,
move on, get a move on. Đấy các bạn ha. That was a good move. Đó là một cái nước đi hay. It's your move. Nó lượng bạn. Thì đó. Những từ này nó liên nó liệt kê trong đây để các anh chị các bạn có thể học và bổ sung thêm cái ngôn ngữ của mình. Thì tôi mục đích là tạo cái sân chơi như vậy để cho các anh chị các bạn có thể tự phát huy việc mà học ngôn ngữ của mình rất là hay hơn. Squeeze là gì các bạn? Nghĩa là sự bắt ép bóp lại nè, nén nặng trái cây các bạn ha. Nhưng mà ở đây các bạn squeezing thì mình squeezing là mình kiếm từ squeezing ở đâu nó không có nghĩa là, nhưng mà mình đầu tiên mình phải hiểu nghĩa nó là gì. To squeeze lemon là vắt chanh. To squeeze somebody's hand. To squeeze a tear, rặn khóc. Don't squeeze a tear, đừng có này rặn khóc nha con. Don't squeeze a tear. Thì mình dùng những từ cái này mình sẽ thấy rất là hay. To give somebody a quiz of a hand các bạn ha. It was a Thai quiz, đồng quá các bạn. To quiz a lemon, to quiz somebody's hand các bạn ha. Chắc những cái này động từ là bắt ép, bắt nén nè ha. Through the crowd các bạn. Rồi thì các bạn sẽ thấy là nó là hay nè. Nhưng bây giờ chúng ta học là từ quiz in ha. Squeeze in. Nó không có trong đây nhưng mà mình đã học trong đây thì đương nhiên là từ điển nên nó có à. Cha số 8 này nghĩa là manage to see someone or do something when you are very busy, you do not have much time available. Tức là mình quản lý để gặp ai đó, mình xoay sở để gặp ai đó mà làm điều gì đó mà bạn mặc dù bạn có bận rộn và không có nhiều thời gian. Tức là mình do you think you could squeeze in lunch with me sometime? Rất là hay dùng từ này. You could squeeze in lunch with me sometime. Possible, possibly, but not till next week. That's fine. But don't try to recall out, recall out of, thành ngữ recall out. Thì như trên này nó có cái nghĩa là gì đó các bạn có thể tra, nhưng mà tôi sẽ cho các bạn biết là trên từ điển nó nghĩa là gì các chị các bạn ha. Recall là vặn vẹo, ngó ngoáy à, vặn quại, uốn éo là luồn lách các bạn. Đừng có luồn lách, đừng khúc cuối, đừng có cố luồn lách ở phút cuối nha các bạn. Ý là mình đừng có ta gọi lẩn tránh á, mình gọi là lẩn tránh các bạn ha. Recall là đọc là recall, đọc là recall chứ không phải là recall các bạn, hello mà tôi am sorry ha. Recall out of something, recall out of something, doing something là lẩn tránh, đừng có lẩn tránh đầu cuối nha. Đây là dịch ha. Recall out of something. Recall out of it at the last minute. Bạn đừng có lảng tránh tôi vào phút cuối đó. Ok, tôi sẽ đợi bạn. Ý là vậy hả? Rồi, chúng ta tiếp tục học hết thành ngữ này. Thành ngữ bài này nó rất là ngắn. Cảm ơn anh chị các bạn đã theo dõi video ạ.